Chào mừng các bác và anh em. Anh Nguyễn đang giới thiệu về những cặp loa đẹp lung linh, đẹp sắc sảo và đẹp không tì vết đến từ Mỹ, hãng JBL. Có model là MR925, MR905, MR805. Thì đây là những dòng loa thuộc phân khúc cao cấp, được sản xuất tại Mỹ và do Mỹ, có thiết kế đặc biệt, sở hữu một bát 40 từ 19-76 và một tép kèn từ 12 họng 4.4. Thì với dòng loa này, các bác chơi được nhiều cái mục đích và nhiệm vụ khác nhau, vừa nghe nhạc chuyên sâu, vừa hát karaoke quá chuyên sâu nhá. Nếu nghe nhạc thì tất cả dòng nhạc đều có thể chơi tốt, nhạc dòng nhạc mạnh, nhạc nhẹ, nhạc trữ tình, nhạc không lời, nhạc giao hưởng. Nó thì rất tốt ở cái giải bát chung tép, đặc biệt karaoke, nó là đỉnh cao của karaoke. Nó cho dòng ca bay thoáng rộng rãi, và với cái cấu trúc dòng loa này có thể bao phòng cho các bác từ 40 vuông đổ lại nhá, đều đủ về lực bát chung và tép. Thì ngày nay em về được 3 cặp có thể nói là đẹp lổ nhóc nhá, không điểm nào trừ. Nếu như cặp loa này là số 2 thì ở Việt Nam mình không có số 1. Bây giờ chỉ có thiếu hộp xốp, có thể tiến lại gần em quay chi tiết để bác thấy được cái độ chuẩn xác, độ tinh tế và sắc nét. Loa Hành Nguyễn không mã thôi nhá, bán là phải nét căng với nhá, nét căng căng. Thực ra khi nói về dòng loa JBL này thì có nhiều anh em bán 27 triệu, thì 27 triệu, 28 triệu ạ, nó đều có giá của nó nhá. Đấy, ví dụ bát thì nó lệch lạc, tép nó là lằng nhằng tóm lại đấy nhá, nó có thể có cái khung thôi, nhưng còn cái chất lượng, độ nét căng của nó không còn. Đấy, cho nên anh em không nên so sánh với loa Mỹ. Bên em cũng là một trong đơn vị cung cấp cực kỳ nhiều loa Mỹ, có thể không nhất không nhìn Việt Nam về dòng loa Mỹ nhá, thì có thể có những đánh giá và phát biểu chính xác. Bây giờ ra tập trung vào chuyên môn nhá. Bây giờ hướng về máy quay, đầu tiên là một đôi loa đến từ Mỹ, mã JBL 925. Đầu loa này thì thực ra ấy không có nhiều nhá, gần như có về nào là các bác bế ngay để về sử dụng nghe. Dòng này nó là thùng gỗ bọc da, và da nó còn đen quýt mà nhá, bóng liếng, sơn si nguyên bản đây này, đấy, không có lổ dập bao nhiêu, độ phê pha, độ nét cong này. Và cái dòng loa này của em ấy thì bao nhiêu này, từ cái rốn đỏ au vàng xanh mướt từ 1976, và còn nguyên cả như này, nguyên cả cái mút để chân bụi chưa bị vỡ. Bác biết cái độ chất của nó đúng không? Bao zin tuyệt đối, bao đẹp tuyệt đối các nhá, bao hay đối bao luôn. Tức là chỉ bao thiếu số anh em thôi. Để bác biết rồi, cái chất lượng nó như nào rồi. Thì với dòng loa MR925 này, kích thước nó rộng là 48, sâu là 32, cao 65. Công suất được ra từ 250W và đến 600W. Nhiều bác hỏi ghép nào thì bác phải bê luôn cái màu này các nhá. Một con đẩy multimedia, một con vang, một con lưng tiếng và linh nguồn mic thì có sẽ sử dụng một bộ hát hoàn thiện nhất, hay nhất, dễ nhất nhá. Thì đôi loa đẹp như này, không tì vết này. Bên này cung cấp với mức giá là 31 triệu đấy, 31 triệu nhá. Thực ra những cái đôi loa MR trên năm này không chắc em cũng nhập được mấy con, nhưng mà nó không đảm bảo kỹ thuật thì bên em giá rồi. Thì giá thì có một số anh em ở Chí Linh lấy hàng về bán là khoảng 28 triệu ấy, nhưng không dùng được bao nhiêu. Đây là MR925 này, Made in USA này. Đấy, ok nhá. Con này thì đẹp xuất sắc rồi. Đấy, quay đây bác hiểu rồi, cái chất loa rồi, không cần nói nhiều. Rồi bác nhá, kể đến là một đôi loa MR905. MR905 nhiều bác hỏi nó khác nhau cái gì, thì xin thưa các bác, nó khác nhau cái gì? Tức là nó khác nhau ở mỗi cái thiết kế ở sau đít thôi. Còn mặt trước này, củ bát, củ tép, rồi là da, gỗ đều giống nhau, đều củ bát là 2032, củ tép là 2418 nhá. Xuất sắc. Cái con này nó đẹp mức độ mà còn cảm bao nhiêu đây, cả cái bông chân bụng đấy. Đấy, màng xanh mướt bao nhá, nhũng em đỏ au, đẹp không thì biết luôn. Đấy, con này thì thùng nó rộng là 48 nhá, sâu 42, cao 65, nó như đôi 925 kìa. Đấy, nó khác mỗi đít này thôi, 905 nhá, da bóng liếng, đen quýt, sơn si nguyên bản, đẹp xuất sắc rồi. Anh em xem này, Lọ Hành Nguyễn, giá đôi này là 29 triệu,
đấy, cái củ bát của nó, củ tép phân tần nhá, bát tép phân tần làm như này, làm các mẫu đít đằng sau loa kia, và cạnh đó là đôi loa MR805 không sở hữu một bát 40 kép kèn, tất cả bát 40 nhá. Đấy, con này cũng là thùng gỗ bọc da đen quýt bóng liếng, rộng 48, sâu 42 và cao 65, cái này là rộng bằng nhau đấy, bằng nhau nhá. 825 và 925 thì nó giống nhau cái gì? Thứ nhất về thùng giống nhau nhá, bát giống nhau, đều là 2032H, tép là từ 14, họng 4.4, con này cũng từ đấy, cái này đít cốc và nhôm, con này cũng nhựa thôi. Nhưng nếu để mà nghe thì em thích nghe 8, dòng 8 hơn, 805 nhá, MR805 thì đôi đẹp như thế này thôi nhá, sắc sảo này, bông nó bằng ống luôn, zin tuyệt đối từ AZ, giá là 25 triệu cặp này. Đấy, em nghĩ là bác chơi đôi này với bộ kia thì quá hay rồi, âm như nhau thôi nhá, không kém vào nhau cả, nên em khẳng định cam kết. Còn bác nào muốn trải nghiệm lên chính điện em mở bác nghe, nên không nói thì bác không biết được nhá. Đấy, thì đây là những cặp loa siêu tuyệt vời em, giá cả hợp lý, 925 31 triệu nhá, 905 29 triệu và 805 giá là 25 triệu. Mọi tin mua sắm phối ghép về bó hát có liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 110. Thì đây là dòng loa đều sở hữu của Watt 40 từ 1976 và tép kèn. Đấy, nghe nhạc cực đỉnh, hai cặp kê cực hay không nhá. Thì bên em có rất nhiều cái bộ phối ghép đấy, bao nhiêu này lanh quanh cái rất nhiều đây, đây không thiếu đồ không nhá, tay nghề cao, tay nghề cực cao không nhá, có thể là nó gọi là bố già trong vấn đề setup băng số nhá. Mọi thông tin mua sắm các bác liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 110, đảm bảo chuẩn chỉ chính xác tuyệt đối nhá, dịch vụ tốt. Anh Nguyễn chào các bác và chúc các bác có buổi sáng vui vẻ.